mèo là một chủng tộc thượng đẳng, đến trái đất với tham vọng thống trị nhân loại và phải công nhận là chúng nó khá thành công. Nhiều dân tộc trên thế giới còn tôn thờ chúng, thậm chí từ rất sớm như là Ai Cập cổ đại, và cho đến ngày nay thì chúng còn nuôi tham vọng thống trị Internet. Có một số loài động vật khác cũng thèm muốn quyền lực như chúng và tự nhận là họ mèo, nhưng mà không, video này chỉ dành cho chủng tộc mèo thượng đẳng mà thôi. Bản thân tôi là một trong những nạn nhân của chủng tộc này, thậm chí bị đồng hóa để trở thành giống chúng nó, ngủ lắm và chả thèm quan tâm mấy ông toxic nói gì, cho nên cũng không khó hiểu khi những Pokemon yêu thích của tôi cũng có những con mèo. Có một điều dường như đã trở thành thông lệ trong các bản game Pokemon, đó là mỗi vùng đất mới chúng ta đặt chân đến, kiểu gì cũng phải có một giống chim bản địa, một đệ tử Pikachu, ít nhất một giống chó và một giống mèo. Những hoàng thượng kiêu kỳ chảnh chọe với cặp mắt có thể thôi miên theo cả hai nghĩa, đặc biệt trở nên cực kỳ xấu tính khi không được cho ăn hay là không được chiều chuộng. Chớ trêu là con người lại bị thu hút bởi tính cách khó chịu đấy, ngay cả trùm sò băng đảng tội phạm Rocket cũng phải cung phụng chúng nó. Thậm chí Pokemon huyền thoại vốn được tạo ra để làm sinh vật mạnh nhất thế giới cũng là một con mèo. Đa dạng nhất trong những Pokemon giống mèo chắc chắn phải kể đến họ nhà Melt, tên tiếng Nhật là Niasu và những dạng tiến hóa của nó, một nhân vật rất đặc trưng của series bởi vì anh em biết đấy. Melt vốn là Pokemon hệ thường được giới thiệu ở vùng Kanto và sau này nó có thêm hai dạng vùng miền nữa. Ở Alola thì nó mang hệ bóng tối, còn ở Gala thì mang hệ thép. Cái dạng Gala này ban đầu tôi thấy nó dị vãi, nhưng mà sau đấy đã trở thành một trong những Pokemon yêu thích nhất của tôi bởi vì đã gánh còng lưng mà. Rồi thì sau đó cũng nhận ra vẻ đáng yêu của Pokemon này, thậm chí còn vẽ riêng cho em nó một cái emoji nữa. Với mượn đồng tiền Coban đặc trưng ở trên trán, mèo được thiết kế dựa trên con mèo thần tài, mang lại may mắn và tiền bạc cho chủ nhân, kiểu bằng sự danh ma hoặc là bằng vũ lực. Nó có một chiêu thức thương hiệu là Payday, cũng không hẳn là một mình nó sử dụng được mà chỉ có một mình nó tự học được khi lên level mà thôi. Đây cũng không phải là một chiêu tấn công mạnh mẽ hay là gì, nhưng sau khi sử dụng chiêu này, tiền vàng sẽ vùng vãi khắp nơi và người chiến thắng có thể nhặt được. Khá là nice. Bây giờ thì tôi biết Team Rocket cho nó kiếm robot ở đâu ra rồi. Thực chất thì trong tiếng Nhật, tên của chiêu thức này là Neko ni Koban, hiểu nôm na là cho con mèo đồng vàng. Đây là câu thành ngữ tương tự như đàn gầy tai trâu của nước mình vậy. Ý nói là giao những vật giá trị cho người không hiểu và không biết sử dụng giá trị đấy. Và khi con mèo không biết dùng tiền thì nó ném đi thôi. Vào thế hệ thứ 8 thì Melt còn có một chiêu G-Max độc quyền là G-Max Gold Rush. Bởi vì hóa khổng lồ cho nên lượng tiền mà chiêu này tạo ra cũng khổng lồ theo. Tuy nhiên thì chỉ có mỗi con mèo gốc của vùng Kanto là sử dụng được chiêu này. Dù anh em có tin hay không thì Hoppip là một con mèo. Hay ít nhất thì nó có tai và đuôi giống như mèo để chơi chữ cho cái tên thứ nhất của nó, hẳn Neko. Trong đó Neko nghĩa là rễ cây nhưng mà cũng đọc gần giống với Neko là con mèo. Tuy nhiên thì mọi thứ liên quan đến mèo của Hoppip cũng dừng lại ở đây. Chỉ là một chút thông tin thú vị mà tôi muốn chia sẻ với anh em mà thôi. Ở vùng Johto này thì Espeon mới là mèo xịn. Những dạng tiến hóa của Eevee thường thì anh em cũng không rõ nó là con gì. Nó là chó, mèo, thỏ, cáo hay là sóc. Nhưng nếu dựa trên ý tưởng thiết kế thì riêng con Espeon này có thể chắc kèo nó dựa trên Nekomata, một con yêu quái mèo cho thần thoại Nhật Bản với cái đuôi trẻ đôi rất đặc trưng. Kiểu chúng nó là mấy con mèo nhà sống lâu năm xong rồi trốn lên núi biến thành yêu tinh ấy. Ý tưởng này cũng đã được sử dụng để tạo ra Pokemon Melstic của vùng Kalos. Thực chất thì tôi đã nói về thông tin này trong cái video những Pokemon được dựa theo thần thoại Nhật Bản rồi. Anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì hãy ghé qua cái link dưới phần mô tả nhé. Tuy nhiên, con Espeon lại không có một điểm đặc trưng mà tất cả những Pokemon mèo khác đều có, đó là chiêu Fake Out. Cụ thể hơn thì những Pokemon dựa trên loài mèo đều có thể tự học được chiêu này khi lên level. Có con Litten thì nó cần phải lai giống mới học được, nhưng trên lý thuyết thì nó sẽ tiến hóa thành một con hổ, chứ không phải là mèo nhà. Biến dọc ở đây ngay lập tức. Cái chiêu Fake Out này cũng là một cú chơi chữ của nhà làm game, chỉ vì trong tên của chiêu này có chữ Neko thôi, chứ thật ra thì cũng chẳng liên quan gì đến mèo mấy. Neko Damashi là chiêu đập tay trong đấu sumo, kiểu như lúc bắt đầu trận đấu các ông ý vỗ tay để làm cho đối thủ chớp mắt và mất tập trung. Và cũng chỉ có thế, không có gì nhiều lắm. Cơ mà cứ coi như thêm được một thông tin thú vị về chủ đề mèo nhé. Tôi cũng vừa có một video về chiêu Fake Out này đấy, anh em nào chưa xem thì có thể check qua nhé. Skitty và Delcatty là cái loài khá lạ lùng. Khi mà chúng nó làm mèo,
nhưng mà tên trong tiếng Nhật của chúng nó là Eneko và Enekororo lại được lấy từ chữ Enekororo Gusa, nghĩa là cỏ đuôi chồn, thậm chí tiếng Hán là cẩu vĩ thảo. Trong khi đấy tôi thấy cái đuôi của con Skitty này giống cỏ đuôi mèo hơn, nhưng mà mấy ông ấy lại không lấy tên theo cái cây này. Đuôi của Delcati thì trông cũng giống một bông hoa, nhưng mà hai con Pokemon này không hề mang hệ cỏ, trong khi một con mèo màu xanh thì có. Có một chiêu thức thương hiệu vốn được tạo ra cho Skitty mà sau này có cả Glameow và Purloin cũng có thể tự học được, đó là chiêu Assist, tên tiếng Nhật là Nekonote, nghĩa là chân mèo. Cái tên này được lấy từ một câu nói thông dụng của Nhật Bản, Nekonote mo karitai, hiểu nôm na có nghĩa là hiện tại tôi đang lụt vãi nồi ra và tôi cần mọi sự trợ giúp, kể cả con mèo lao vào giúp tôi một tay cũng được. Từ đó chúng ta có tác dụng của chiêu Assist này, đó là nhờ sự trợ giúp của một Pokemon khác trong đội hình và thi triển một chiêu ngẫu nhiên trong bộ chiêu thức của chúng. Có một chiến thuật khá bẩn bựa hồi trước, đó là sử dụng một con Smeargle mà có thể sao chép được gần như tất cả những chiêu thức trên thế giới. Trong trường hợp này, chiêu duy nhất mà Smeargle có sẽ là Shadow Force của Giratina. Và bởi vì đấy là chiêu duy nhất trong đội hình, cho nên khi con Lightpath dùng chiêu Assist sẽ chỉ có thể gọi ra chiêu đấy. Lightpath lúc này sẽ cầm theo trang bị Lacking Tail để cho nó luôn đánh sau đối thủ nếu như chiêu thức của hai bên có cùng mức ưu tiên. Tuy nhiên thì đặc tính Prankster lại khiến cho Assist được ưu tiên và thi triển trước. Trình tự tấn công lúc đó sẽ như thế này: Lightpath có Prankster dùng Assist gọi ra Shadow Force và biến mất. Lượt đó hiển nhiên là đối thủ sẽ tấn công trượt. Lượt tiếp theo thì Lightpath lúc này sử dụng một chiêu tấn công, cho nên hiển nhiên sẽ không được ưu tiên, vì thế đối thủ sẽ tấn công trước và lại trượt, rồi Lightpath mới hiện ra và tấn công. Sau đó chúng ta quay lại bước 1. Cái chiến thuật này người ta gọi là Shadow Cast thì phải, tuy nhiên thì chỉ có thể thực hiện được hồi gen 5 mà thôi. Sau này cả Prankster và Assist đều đã bị nerf đi rất nhiều, có một số chiêu mà Assist không thể gọi được nữa, trong đó có Shadow Force, và chỉ còn là một sự tích hay ho về những chú mèo. Con mèo Purugly của Gen 4 thì thực sự nó không có gì đặc biệt lắm, ngoài việc nó béo và xấu tính xấu nết. Thế hệ thứ 9 của Pokemon Scarlet và Violet sắp tới đây, thì một trong ba Pokemon khởi đầu, Sprigatito sẽ là một chú mèo cỏ. Không biết liệu khi em này tiến hóa lên nó còn là mèo nữa hay không, hay là lại tiến hóa thành hổ báo như là Litten. Khả năng là phải đợi đến khi game ra mắt chúng ta mới có thể biết được, bởi vì dạng tiến hóa cuối cùng của Starter là thông tin mà nhà làm game ém hàng không spoil đâu, cho nên chúng ta hãy cùng nhau chờ đến lúc đấy nhá. Và đấy đại khái là một video dài vài phút mà tôi huyên thuyên về mấy con mèo và những chiêu thức thú vị xoay quanh chúng. Hy vọng là anh em cảm thấy thú vị, và nếu như anh em biết những thông tin hay ho nào mà tôi không đề cập đến hay là tôi không biết thì anh em có thể chia sẻ dưới phần comment nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video ngắn này cũng như là theo dõi hết. Tôi sẽ gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Peace!